Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kính ghép hai lớp. Thì kính ghép hai lớp á, nó có nhiều loại. Loại ghép 4 ly, 4 ly, 5 ly, 5 ly, và 4 ly, 8 ly, 5 ly, 10 ly chẳng hạn, vân vân. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kính ghép hai lớp là 4 ly và 8 ly. Thì đối với cái kính ghép mà hai lớp á, nếu như mà nó hai bên cái độ dày kính nó bằng nhau, ví dụ như 4 ly 4 ly, thì các bạn cắt bên nào cũng được. Nhưng còn nếu mà độ dày của nó là 4 ly 8 ly á, thì theo tôi thì các bạn nên cắt cái mặt kiếng 4 ly trước. Nguyên nhân thì một hồi nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn. Bây giờ tôi sẽ thực hiện cắt kiếng cho các bạn xem. Đầu tiên các bạn bôi dầu hỏa vào. Các bạn có thể dùng thước các bạn kê vào cho nó tách ra, hoặc các bạn có thể cũng có thể kéo ra cạnh bàn, các bạn đè nó xuống cho nó tách. Đây, tôi sẽ tách bằng cạnh bàn cho các bạn xem. Các bạn nhấn một cái lực vừa đủ thì cái đường tách của kiếng các bạn sẽ thấy là nó tách cái mặt trên rồi. Các bạn cứ nhấn cho nó vừa đủ để nó tách cái mặt kính trên ra thôi. Đây các bạn có thể quan sát thấy cái đường kính của nó đã được tách ra. Và sau đó chúng ta lật lại, chúng ta cắt mặt bên kia. Đây, đây là tấm kính chúng ta vừa cắt xong. Các bạn có thể thấy là nó chạy rất đều. Thì nguyên nhân là chúng ta nên cắt cái mặt 4 ly trước, còn cái kính mặt dày á chúng ta cắt sau, là để cái khi mà chúng ta cắt tách được cái lớp bên trên trước thì lúc đó tấm kính nó sẽ chúng ta cần phải lật lại. Và cái tấm kính 8 ly chúng ta cắt sau thì nó chúng ta lật nó khỏi bị gồng kiếng mà khỏi bị vỡ. Nếu chúng ta cắt cái mặt 8 ly trước thì chúng ta khi đó chúng ta lật lại thì cái kiếng mỏng 4 ly nó sẽ chịu lực nguyên một tấm kiếng lớn. Như vậy thì là rất dễ là nó bị vỡ kiếng bảy. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi.